Xin chào các bạn, hôm nay mình đang lắp rèm cho một căn phòng học và các bạn cùng quan sát đấy. Phòng học này sau khi mà kê hết những cái đồ nội thất như bàn học rồi thì diện tích còn lại thì rất là nhỏ hẹp. Vậy việc lựa chọn loại rèm nào, chất liệu nào, màu sắc ra làm sao thì là một điều vô cùng quan trọng cho cái căn phòng này, đúng không ạ? Vì sau khi mà kê các bàn học rồi thì gần như diện tích không còn để chúng ta lắp rèm nữa. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn được một cái loại rèm nào cho cái cửa nào để làm sao mà nó hoàn toàn phù hợp với cái căn phòng này về công năng cửa sử dụng, về tính thẩm mỹ và đảm bảo tất cả những yếu tố cần thiết. Vậy hãy cùng Dạy Rèm Thư Hương chia sẻ những cái kinh nghiệm để lựa chọn được cái loại rèm mà làm sao cho nó phát huy được tối đa tính năng công năng của cái căn phòng này nhé. Đây là chiếc cửa ra vào, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là ra vào. Đương nhiên là nếu mà đối với cửa ra vào, nếu như các bạn lựa chọn rèm cầu vồng thì các bạn sẽ không được tiện lắm cho việc kéo lên kéo xuống thường xuyên cho việc ra vào. Đặc biệt là trẻ em sẽ đi lại rất là nhiều vì trẻ em rất là hiếu động. Vậy cửa ra vào ưu tiên số 1 chúng ta vẫn là gì? Là lựa chọn rèm vải. Lựa chọn rèm vải để cho cái việc kéo sang một bên và các bạn đi dạy trẻ con đi ra ngoài hay là người lớn ra vào rất là tiện dụng, đúng không ạ? Và khi mà rèm vải thì các bạn sẽ không nên là đo phủ hai bên, mỗi bên 20 phân, bởi vì sao ạ? Khi mà bàn học chúng ta sẽ sát hết cái tường rồi, chúng ta không còn chỗ, đúng không ạ? Mà không lựa chọn được rèm cầu vồng thì lựa chọn rèm vải thì chúng ta hãy đo cho tôi, cho Dạy Rèm Thư Hương là đo từ sát mép cửa này sang mép cửa này. Và khi vậy thì chúng ta sẽ lắp giòn rèm vải làm lọt vào khung của cửa nhé các bạn. Chiều cao thì các bạn sẽ đo sát trần và sát đất, sau đó các bạn trừ cho mình 1 đến 3 phân cách đất và khoảng 1 đến 2 phân cách trần để tạo độ cử động. Và với cái tính năng là đo như thế này, đắp như thế này và sử dụng rèm vải như thế này, đặc biệt là màu ghi thì nó sẽ cả sáng rất là tuyệt vời và nó sẽ đảm bảo công năng sử dụng, tính thẩm mỹ và cũng như là tính năng gọn gàng cho cái căn phòng này, hoàn toàn phù hợp phải không nào? Rồi còn một cái cửa sổ bên kia nữa, còn cửa một cái cửa giá ra vào bên kia nữa, chúng ta sẽ lựa chọn như vậy. Phía bên này là một cái cửa ra vào tương tự như cửa ra vào bên kia, thì để tương xứng với cái cửa bên kia thì chúng ta cũng nên chọn cái rèm rèm vải và sau đó cũng lắp lọt vào khung như cái cửa bên kia để nó đồng bộ với nhau, để nó tạo lên một cái sự tương đồng và đặc biệt là nó cũng giúp cho cái phòng nó trở lên gọn gàng hơn, nó không chiếm diện tích, bởi vì khi mà chúng ta lắp thử ra ngoài thì chúng ta sẽ thấy là cái rèm của chúng ta nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích. Nếu như phòng chúng ta rộng, không gian mở thì chúng ta sẽ lên lắp thử ra ngoài, nhưng đối với căn phòng này thì chúng ta sẽ lắp lọt vào trong nhé. Đương nhiên rồi, đây là một chiếc cửa sổ đương nhiên rồi. Lựa chọn ưu tiên cho chiếc cửa sổ này đó là rèm cầu vồng. Mặc dù khoảng không của chúng ta còn rất là nhỏ, chỉ còn khoảng 5cm, nhưng mà với cái cách lắp đặt nghệ thuật thì mình vẫn lắp được rèm cầu vồng lọt vào khung như này, không ảnh hưởng gì đến diện tích của căn phòng mà lại đảm bảo rất là đẹp, gọn và tiện ích cho người sử dụng. Bạn nhìn thấy không ạ? Gọn, sẽ không ảnh hưởng gì cho với cái diện tích cả, bởi vì cái rèm cầu vồng nó chỉ có một hộp rèm nhỏ nằm ở gọn phía trên thôi. Rồi ok, các bạn thấy có đẹp không? Hãy comment xuống cho mình biết nhá. Và có bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment xuống bên dưới, Dạy Rèm Thư Hương sẵn sàng giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Đừng quên cho mình xin một đăng ký, một follow kênh để lần sau mình phát video thì các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất và đầu tiên kho tàng kiến thức về nghề rèm cửa.